trường bò thì đương nhiên con rắn phải trường rồi. Hay là vì sao con cá lại bơi? Đại khái nó là như vậy. Vì nó không có một logic nào hết, cho nên rất là khó để nhớ. Giờ đi hát cái bài hát phi logic đó nha. Mình như bánh xe tròn băng.